Như các em đã được học ở chương 1, tất cả các tính trạng ở người nói riêng và tất cả các sinh vật nói chung đều là do gen quy định. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một cái cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, có chức năng là di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể, đó chính là nhiễm sắc thể. Vậy nhiễm sắc thể là gì? Nó có cấu tạo như thế nào? Và nó tham gia những quá trình nào trong cơ thể? Thì chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu hơn, rõ hơn thông qua chương 2, nhiễm sắc thể. Trong chương này, các em sẽ lần lượt được tìm hiểu về nhiễm sắc thể, về quá trình nguyên phân, quá trình giảm phân, sự phát sinh giao tử và thụ tinh, cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết. Và để khắc sâu cái nội dung đã học thì các em sẽ được thực hành tận mắt nhìn thấy được cái hình thái của nhiễm sắc thể thông qua bài thực hành quan sát hình thái nhiễm sắc thể. Vậy nhiễm sắc thể có cấu trúc như thế nào? Nó có những đặc trưng gì và chức năng của nó là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của chương. Bài 8, nhiễm sắc thể. Nội dung của bài này bao gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất là tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể. Phần thứ hai là cấu trúc của nhiễm sắc thể và phần thứ ba là chức năng của nhiễm sắc thể. Các em đã từng thắc mắc là nhiễm sắc thể nó đã nằm ở đâu hay chưa? Các em quan sát cái hình ảnh sau đây thì chúng ta sẽ rõ hơn nhé. Trên hình ảnh của cô là một tế bào. Trong cái tế bào là nhân, đúng không nào? Cái này là kiến thức lớp 6 các em đã được học rồi. Trong nhân thì nó sẽ chứa các cái nhiễm sắc thể. Vậy thì vị trí của nhiễm sắc thể là nằm ở trong nhân. Đối với các cái tế bào mà chưa có nhân hoàn chỉnh như là cô nhầm, đối với các cái tế bào đã có nhân hoàn chỉnh rồi, ví dụ như là tế bào nhân thực bao gồm nấm này, thực vật này, động vật này. Tuy nhiên á, cũng có một cái số loài chưa có nhân hoàn chỉnh thì được gọi là vùng nhân hay là sinh vật nhân sơ. Thì một cái cấu trúc được coi là nhiễm sắc thể nó có cấu tạo đơn giản hơn nhiều so với nhân thực. Vì vậy mà ở cái chương này chúng ta chỉ tìm hiểu đến cấu trúc của nhân thực thôi. Một cái thông tin nữa cô cung cấp thêm đó là trong tế bào á, thì cái nhiễm sắc thể này nó sẽ tồn tại thành từng cặp tương đồng. Thế nào là tương đồng? Cô giải thích nè. Tương đồng là giống nhau về hình dáng và về kích thước. Các em thấy là hai cái hình dáng này nó sẽ giống nhau, kích thước nó cũng sẽ giống nhau luôn. Tuy nhiên á, là một cái người ta sẽ vẽ là màu đỏ, một cái là màu xanh. Nó biểu thị cho cái nguồn gốc xuất xứ của hai cái nhiễm sắc thể này. Thì một cái sẽ có nguồn gốc từ bố và một cái sẽ có nguồn gốc từ mẹ, nên được biểu thị thành hai cái màu khác nhau. Rồi, cái hình này sẽ rõ hơn nè. Một nhiễm sắc thể sẽ có nguồn gốc từ bố và một nhiễm sắc thể sẽ có nguồn gốc từ mẹ. Như cô nói từ ban đầu á, thì nhiễm sắc thể nó có cấu tạo từ gen. Vì vậy á, mà các gen trên nhiễm sắc thể nó cũng sẽ tồn tại độc lập thành từng cặp tương ứng. Vì nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp nên là các gen nằm trên nhiễm sắc thể này cũng tồn tại thành từng cặp tương ứng. Được chưa nào? Một khái niệm mới nữa chúng ta cần phải tìm hiểu đó chính là thế nào là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Để hiểu rõ hơn thì các em hãy quan sát hình. Bên tay trái của cô là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. Thì các em thấy là ở bên trong tế bào của cô á, nó sẽ chứa một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Vậy nên bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là bộ nhiễm sắc thể chứa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Thì thông thường một bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội sẽ chứa nhiều cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, tương đồng ở trong đó và nó sẽ được ký hiệu là 2N. Tay phải của cô là bộ nhiễm sắc thể đơn bội, mỗi bên chỉ chứa một nhiễm sắc thể, một chiếc á, của cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Như vậy thì cái bộ nhiễm sắc thể đơn bội là
bộ nhiễm sắc thể chứa mỗi nhiễm sắc thể của cặp tương đồng và nó sẽ ký hiệu là N. Một ví dụ để các em quan sát rõ hơn về bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội. Cô có bộ nhiễm sắc thể của rùa giấm. Bên tay trái của cô có cái ký hiệu đó là một cặp hình chữ V, hai cặp hình chữ V, một cặp hình hạt và một cặp hình que, đúng không nào? Vậy thì ở trong cái bộ nhiễm sắc thể của rùa giấm này á, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội này nó sẽ có bao gồm 4 cặp nhiễm sắc thể. Còn ở hình bên tay phải là bộ nhiễm sắc thể trong giao tử, thì trong quá trình phát sinh giao tử nó chỉ tồn tại ở trạng thái là một chiếc, hay còn gọi là ở trạng thái là bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Vì ở trong tế bào của nó hay là ở trong cái giao tử của nó chỉ có một chiếc thôi. Bên này là một cặp và bên này là một chiếc. Được chưa? Các em hãy hoàn thiện cái nội dung này và sau đó sẽ viết vào trong tập nhé. Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình thái và kích thước. Trong đó một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố, một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ. Bộ nhiễm sắc thể chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng gọi là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, ký hiệu là 2N. Trong tế bào sinh dục hay gọi là tế bào giao tử, bộ nhiễm sắc thể chỉ chứa một nhiễm sắc thể của mỗi cặp tương đồng gọi là bộ nhiễm sắc thể đơn bội, ký hiệu là N. Các em hãy viết cái phần này vào trong tập. Tiếp theo, quay trở lại với bộ nhiễm sắc thể của rùa giấm mà lúc nãy cô chưa đề cập đến. Đó là ở cái hình bên trên á, bộ nhiễm sắc thể của rùa giấm cái. Còn ở phía dưới là bộ nhiễm sắc thể của rùa giấm đực. Vì sao cô lại khẳng định được điều này? Thì các em thấy là về số lượng, cả con đực và con cái đều có 8 chiếc nhiễm sắc thể, hay còn gọi là 4 cặp nhiễm sắc thể. Thì trong đó nó sẽ có 3 cái cặp nhiễm sắc thể giống nhau, hay gọi là 3 cái cặp tương đồng, và một cái cặp nhiễm thể khác nhau được gọi là cái cặp không tương đồng. Và cái ở hình trên, con cái được ký hiệu là XX, còn con đực ký hiệu là XY. Rồi, sự khác biệt này chỉ có ở các loài phân tính, là phân chia giới tính rõ ràng á, có giới đực có giới cái được gọi là các cái loài phân tính, thì nó sẽ có cái cặp nhiễm sắc thể khác nhau, tuy nhiên nó sẽ khác nhau ở một cái cặp nhiễm sắc thể giới tính này, và nhiễm sắc thể giới tính này nó sẽ quy định các cái tính trạng liên quan đến giới tính của sinh vật, còn những cái tính trạng bình thường khác á, thì nó sẽ quy định các cái tính trạng khác, ví dụ như là các tính trạng về ngoại hình hay là về về hình dáng của cái con vật, được chưa nào? Rồi, vậy thì nhìn cái hình này, các em hãy mô tả bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của rùa giấm về số lượng và hình dạng. Thì chúng ta rất là dễ dàng chúng ta quan sát được thôi. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của rùa giấm bao gồm có 4 cặp nhiễm thể, trong đó có 2 cặp nhiễm thể hình chữ V. Nhìn thấy đó là hình chữ V đúng không nào? Một cặp nhiễm sắc thể hình hạt và một cặp nhiễm thể hình que. Thì cái cặp nhiễm sắc thể hình que này nó sẽ khác nhau ở hai giới tính. Đó là ở rùa cái là XX và ở rùa đực là XY. Cô có một cái bảng sau đây. Cái bảng này chiếu về bộ nhiễm sắc thể của các loài sinh vật. Thì có một số bạn nhận định là cái loài có số lượng nhiễm sắc thể càng nhiều thì cái loài đó càng tiến hóa. Cái nhận định này là theo các em đúng hay sai? Để biết được đúng hay sai thì các em hãy cùng quan sát. Ví dụ ở người nè, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của người là 46, ở tinh tinh là 48 và ở gà là 78. Nếu như cái nhận định vừa rồi á, theo nhận định vừa rồi á là đúng á, thì chẳng lẽ là cái con gà nó lại tiến hóa hơn so với con người hay sao? Thì chúng ta sẽ từ đó chúng ta rút ra được cái kết luận gì? Số lượng nhiễm sắc thể nó sẽ không quy định sự tiến hóa của loài. Được chưa nào? Nó không quy định sự tiến hóa của loài.
Tuy nhiên á, số lượng nhiễm sắc thể nó sẽ đặc trưng cho từng loài. Cô lấy ví dụ, khi mà cô nói tới bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 46 thì chắc chắn đó sẽ là loài người. Hoặc là cô nói là cô cho 2N bằng 8 thì chắc chắn nó sẽ là rùa giấm. Vậy thì đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể nó sẽ có những cái đặc trưng về về số lượng của nhiễm sắc thể và về hình dạng của nhiễm sắc thể. Nó đặc trưng về hình dạng như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu. Đây. Đây là sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể ở trong chu kỳ của tế bào. Thì ở trong tế bào nó sẽ diễn ra các cái quá trình nguyên phân, giảm phân mà chúng ta sẽ được học ở bài sau. Nhưng mà cái hình thái của nhiễm sắc thể các em sẽ nhìn thấy rõ nhất đó ở chính là ở kỳ giữa của quá trình phân chia tế bào. Và hình dạng của kỳ giữa thì nó sẽ có một số cái hình dạng đặc trưng, ví dụ như là hình chữ V này, hình hạt, hình que chẳng hạn, được chưa? Rồi, tế bào của mỗi loài sinh vật sẽ có một bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về số lượng và hình dạng. Các em viết phần này vào trong tập. Những loài đơn tính có sự khác nhau giữa cơ thể đực và cơ thể cái ở một cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và XY. Ngoài ra thì có một số loài nó không phải là XX và XY đâu các em. Nó sẽ là XO chẳng hạn. Được chưa? Không phải là loài nào cũng là cái là XX, đực là XY. Có một số loài là ngược lại. Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài sẽ đặc trưng về số lượng nhiễm sắc thể và hình dạng nhiễm sắc thể. Mặc dù á, số lượng nhiễm sắc thể không phản ánh được cái độ tiến hóa của loài, nhưng mà cái đặc điểm cấu trúc nó sẽ phản ánh được cái sự tiến hóa của loài. Vậy cấu trúc của nhiễm sắc thể như thế nào thì loài sẽ tiến hóa? Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua phần hai la mã. Cấu trúc của nhiễm sắc thể. Đây là hình ảnh nhiễm sắc thể có cấu trúc hiển vi mà chúng ta quan sát được. Khi mà quan sát về hình dạng của nhiễm sắc thể, chúng ta thấy được cái đặc điểm thế này. Cái số 1 là gì? Số 1 chính là chromatid. Vậy thì có mấy cái chromatid? Có hai cái chromatid, được chưa? Hai cái chromatid này nó sẽ dính ở nhau một cái vị trí chính giữa này, được gọi là tâm động. Thì cái chromatid này á, nó sẽ bao gồm có hai cái cánh, đó là ở phía dưới là cánh dài và ở phía trên là cánh ngắn. Vậy thì cấu tạo của mỗi cái chromatid nó sẽ bao gồm những cái gì? Đầu tiên là gen. Đây là một cái đoạn gen các em ạ. Gen là một đoạn nhỏ của phân tử ADN. Thì nhiều gen gộp lại sẽ tạo nên phân tử ADN, được chưa? Và cái phân tử ADN này nó sẽ quấn quanh cái cục màu tròn tròn như thế này á. Thì cái cục này chính là một loại protein histone. ADN quấn quanh cái protein histone này và nguyên cả cái đoạn này, vừa ADN vừa protein histone thì nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc, đó là một cái chromatid. Được chưa? Vậy thì một cái chromatid nó sẽ bao gồm một phân tử ADN và phân tử protein loại histone. Rồi, các em hãy điền cái thông tin này vào cho cô. Cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được biểu hiện rõ nhất ở kỳ kỳ giữa. Hình dạng bao gồm có hình hạt, hình que, hình chữ V. Về kích thước thì cô cung cấp thêm thôi. Nó sẽ có chiều dài là khoảng 0,5 cho tới 50 micromet và đường kính là từ 0,2 cho tới 2 micromet. Cấu trúc thì ở kỳ giữa nhiễm sắc thể nó bao gồm có hai chromatid và nó sẽ giúp nhau ở tâm động. Mỗi chromatid bao gồm một phân tử ADN và protein histone. Các em chép phần này vào trong tập. Người ta nói á, nhiễm sắc thể là bộ máy di truyền. Vậy thì nhiễm sắc thể nó có chức năng là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua phần ba la mã. Năng của nhiễm sắc thể. Khi nói đến cấu trúc của nhiễm sắc thể, thì hồi nãy chúng ta mới vừa học
Nhiễm sắc thể nó có cấu trúc là một cái phân tử protein protein histone và một phân tử ADN đúng không nào? Mà ADN thì nó sẽ liên quan tới gen, vì gen là một đoạn nhỏ của ADN, vì vậy mà người ta nói nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN. Mà nhiễm sắc thể thì mang gen, mà gen thì quy định các cái thông tin di truyền thông qua các cái quá trình nguyên phân mà và giảm phân mà các em sẽ được học ở bài 9 và bài 10. Vì vậy á mà nhiễm sắc thể này nó sẽ có tính tự nhân đôi, dẫn đến các cái gen quy định tính trạng sẽ được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Rồi chúng ta hãy điền thông tin nè. Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN. Sự nhân đôi của ADN dẫn đến sự nhân đôi của nhiễm sắc thể đúng không? Tại vì nhiễm sắc thể được cấu tạo bởi ADN mà ADN nhân đôi thì nhiễm sắc thể nó cũng sẽ nhân đôi. Nên gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Hướng dẫn về nhà. Về nhà thì các em hãy học bài và làm bài trắc nghiệm trên trang trực tuyến lớp học.hochiminh .edu.vn và chúng ta hãy đọc và xem trước bài chính nguyên phân. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.